Drop that shit. Tăng lưu lượng máu, tăng cơ, tăng cấp nước cho cơ thể. Tập luyện cùng với chuyên gia Hadi Chopin. Hadi Chopin với phương pháp tập FST 7 cơ đùi trước. Chào các bạn, chúng tôi vừa mới tập xong các bài tập chân. Còn 9 ngày nữa là đến cuộc thi Mr. Olympia. Và Hadi vẫn chưa đưa ra quyết định về việc thi đấu của mình. Khi video này được up lên thì có lẽ anh ấy đã suy nghĩ xong rồi. Và đó là một quyết định rất khó khăn. Vì rất nhiều người hỏi tôi rằng liệu có muốn theo đuổi một danh hiệu nào đó. Nó không dễ như mọi người vẫn lầm tưởng. Khi bạn theo đuổi hạng cân 212 pounds, bạn phải chắc chắn rằng mình đang ở gần với tiêu chuẩn tốt nhất của 212 pounds. Chỉ vài tháng trước, ở Vancouver, Hadi đã đạt được mức cân nặng 222 pounds. Vì thế, thứ được phép tăng lên trong cân nặng của anh ấy chỉ có thể là cơ bắp. Sẽ rất khó khăn để giữ được hình thể như cũ. Nhưng tôi muốn giúp anh ấy có được và tăng khả năng chiến thắng danh hiệu đó. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong quá trình rèn luyện. Đồng thời, giảm cân nặng của anh ấy xuống cho phù hợp với 212 pounds.
Chúng tôi sẽ thông báo sau về việc thi đấu ở hạng mở hay 212 pounds. Handy vẫn trong tình trạng tốt. Sức mạnh của anh ấy vẫn đáp ứng được việc yêu cầu của cuộc thi. Chúng tôi đã giới thiệu sản phẩm mới của mình, EVP Extreme No, và nó sẽ được bán ngay tại cuộc thi Mr. Olympia. Tôi rất hào hứng với việc ra mắt sản phẩm này, bởi vì đội ngũ của tôi đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm này ngay tại phòng gym và những phòng gym khác trong khu vực lân cận. Cùng với những vận động viên chuyên nghiệp của chúng tôi, tôi muốn chắc chắn rằng họ cảm thấy thích thú và tăng cơ, tăng năng lượng và sự tập trung mà không cần đến chất kích thích. Sau đó là chiến lược ra mắt sản phẩm pre-workout dạng lỏng có tên EVP AQ. Chữ A được lấy trong từ aqueous, dung dịch nước, bởi vì sản phẩm này ở dạng lỏng. Sản phẩm này có thể sử dụng kèm với bất kỳ dạng pre-workout hay thức uống năng lượng nào của bạn. EVP AQ cũng sẽ được bán tại cuộc thi Mr. Olympia. Sản phẩm thứ ba mà chúng tôi chuẩn bị ra mắt là Amino KEM, giải pháp EAA và tăng cơ mới. Nó sẽ giúp bạn cấp nước cho cơ thể, tăng cơ và cung cấp các axit amin thiết yếu. Rất nhiều sản phẩm chất lượng sẽ được bán tại Mr. Olympia trong tuần tới, và tôi rất mong chờ đến ngày đó vì chúng tôi đã làm việc rất vất vả. Hãy theo dõi chúng tôi và sử dụng sản phẩm này các bạn nhé. BBG Evolution Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.